Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình làm cái clip giới thiệu với các bạn cái lồng bẫy chồn mèo bên mình đang cung cấp cho anh em á. Thì cái lồng này thì có hai cái kích thước nha bạn. Kiểu thì giống nhau hết nhưng mà chỉ hai kích thước thôi. Cái kích thước lớn là dài 50, rộng 25, cao 25 cm. Còn kích thước nhỏ là dài 50, rộng 20, cao 20 cm. Thì cái lớn á, thì như trong video mình đang quay là cái lớn nha bạn. Cái lớn thì có thể bắt được chồn tầm 5 kg trở xuống. Còn cái nhỏ thì bắt chồn tầm 3 kg rưỡi trở xuống nha các bạn. Tất cả mình đều xài lưới mạ chì chống rỉ, lỗ lớn 1/2. Đó, các bạn thấy không? Lưới 1/2 là lưới mình ưa xài nhiều nhất nha bạn. Mình không có xài lưới phân rưỡi hay phân 8 hay 2 phân, mình chỉ xài lưới lỗ 1/2 thôi nha các bạn. Đó. Cái lồng này thì có ngăn nhốt vòi sống nha các bạn. Ngăn nhốt vòi sống nè, có thể là con này nó an toàn bên đây thì nó không có bị con chồn vô, nó không có bị ăn thịt nha các bạn. Đó. À, các bạn cần cái lồng bẫy chồn mèo này thì cứ liên hệ mình nhé. Số Zalo của mình là 0936 059090 nha các bạn. Hàng thì mình ship toàn quốc. Chào tất cả các bạn nha.